Vào khoảng 2 giờ 15 chiều ngày 27 tháng 2, tại phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người bị thương nặng. Theo người dân, khoảng thời gian trên, chiếc xe Kia Morning, biển kiểm soát 29A462, lưu thông theo hướng Lê Đại Hành ra ngã tư giao cắt với Trần Khắc Chân, bất ngờ mất lái ngoặt sang phía làn đường ngược lại, đâm thẳng vào xe máy Honda Way S và ô tô Forger. Vụ việc tai nạn xảy ra khiến hai người bị thương và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.